quay trở lại kênh YouTube của Hiếu Second Hand. Ngày hôm nay thì mình sẽ không cho các bạn đi nhặt nhủng gì nữa, mà mình sẽ sửa lại cái shop này. Thì mình đã có ý định sửa này từ rất là lâu rồi, tầm 3-4 tháng này rồi. Mình đã lên ý tưởng hết rồi. Còn bây giờ là dọn đồ và chuẩn bị thợ đến setup rồi. Và dọn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại màn cắt bách của shop. Đây là tập thể Hiếu Second Hand gồm Nam Nâu. Em có thể nói cảm nghĩ của em sau một năm làm việc và công tác tại shop được không? Nhìn chung thì làm việc ở đây phải nói là tốt. Môi trường làm việc hơi độc hại một chút, không có bảo hiểm. Được cái thì chủ shop cũng gọi là anh em thân thiết, anh chủ shop khá là tốt. Còn nhìn chung sau hơn một năm làm việc tại shop thì cũng nhiều kiến thức, phải công nhận một điều là nhiều kiến thức. Chung là cũng không có nhiều tiền nhưng mà được vui là được. Cái thằng Linh vừa rồi nó làm lấy kinh nghiệm nó mở shop các bạn ạ. Đây còn đây là đây thôi nói thôi, cứ nói không nói đi em, nói đi em nói sao lại đi anh em quay vui thôi, có làm đâu. Muốn làm gì đây? Cảm nghĩ của shop khi hoạt động một tháng, đây là thành viên hoạt động tại shop ít nhất. Em làm có 1 tháng thôi nhưng em quay được 3 năm rồi. Rồi ok. Được chứ. Anh yêu em xong. Thanh 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 niên này hoạt động tính ra là cũng phải hơn 1 năm. Bao nhiêu đơn cũng hiểu đấy. Rất là nhiều. Bao nhiêu đơn nó phải. Đây nói cảm nghĩ này. Cảm nghĩ em là rất vui, em xin hết. Còn đây là nhân viên mới. Mới làm được 3-4 ngày. Đâu, năm nay thôi. Rồi ok, thằng này làm được hơn tháng. Quang Bi nha. Rồi mày ra phải vấn nốt giáo sư à. Giáo sư. Giáo sư cảm nghĩ khi làm nửa năm tại shop. Thật ra thì thời gian làm ở đây cũng khá là áp lực. Buồn lắm. Đánh nhập chửi. Buồn. Nhưng mà được cái là anh cảm ơn em là em nuôi con lợn để anh thịt nhé. Cũng vui. Buồn cũng vui. Thôi nhá. Ok. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của shop. Nên bọn mình đã lên kế hoạch sửa lại shop và tổ chức một bữa tiệc ngọt nhỏ và mổ con lợn bọn mình đã tích góp trong vòng nửa năm. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ sẽ là màn mở bổ lợn. Mẹ, em luôn em không được bổ à? Đây là em nhường anh ạ. Anh mổ em. Mẹ, con này là em mua ấy. Anh em mày chứng kiến màn mổ lợn to lắm lắm. Rồi. Thôi con, cái nón. Đấy, đây là tao. Người ta có thật là mình là người mổ, còn đến lúc thịt ra thì anh thì tao cắt vào tiền thôi. Còn tao lắm lốt rồi đấy. 500 sẽ được, 500 triệu. Biết rồi, 5 tính. Bọn mình còn thiếu thành viên Phùng Huy, nhân viên đầu tiên tại shop. Đã hẹn nhưng đéo qua. Thôi nhở? Đây là đặc sản của anh Huy. Để nữa, chứ lại không qua. Lần trước chia tay em còn không qua. Rất là coi thường mọi người, rất là coi thường. Quẹt chưa bảo đâu. Nhớ mình sẽ không đánh bánh mạch này. Bánh mạch là bánh số. Đây là vừa hôm nay là vừa sinh nhật shop mà vừa sao bóng. Chia tay nhân viên kỳ cựu. Chia tay hai nhân viên kỳ cựu nhất. Bạn này, Nam Nâu. Để đi chọc một điện. Đúng. Từ ngày thì không xấu. Cả hai bạn đã ra trường. Anh em xong sửa đều hoài quay mình ra thì không xấu. Không là ai làm đấy. Mình ạ. Ăn ngủ đây rồi ạ. Ăn ngủ đây luôn. Ở đây là bao ăn bao ngủ nhá các bạn. Các bạn ăn ở đây là bao ăn bao ngủ. Ngủ ở đâu thì tùy các bạn. Nhưng mà cứ bao ngủ. Em mở con lợn này khổ thế nhỉ. Ở ngoài có cái sticker ấy. Anh em mình làm này khác nhỉ? Cách ngang này xong mình cắt cặp một phát nữa. Đấy xong mình xé được. Có sticker trên này giá nào? Thì em không úp. Giá là chỉ chơi rồi dơ ra là kiểu ảnh. Hai lớp. Một lớp nhá. Một lớp còn tiền chúng ta thôi nhỉ? Tiền nào tiền nha. Không nào phải xin chủ shop tiền. Nhét vào anh chúng ta không anh? Mình là ai trả tiền 1.000, 2.000 là nhét hết vào con lợn này. Mày dung. Để thi thoảng liên hoan. Thi thoảng đéo. Thi thoảng đéo.
Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Quay, quay đấy, quay. Quay rồi, quay rồi. Thắng làm sao, thắng thua làm sao, thắng thua làm sao. Anh em mình chơi công bằng, thắng thua làm sao. Làm cùng tay. Đúng một cái nhá. Hả? Thắng thua đúng một cái nhá. Một cái. Làm cái. Một cái thôi. Rồi. Ta chơi như này. Quay đi quần lại, tao tìm cái số. Không, lấy một tờ thôi. Ta lấy một tờ, chơi một tờ thôi. Anh cũng một tờ, anh cũng một tờ thôi. Anh lấy đem đọc. Mẹ không được, đâu biết nhá. Đâu cũng biết gì. Thế rồi. Mày ăn. Mày ăn này. Vô cùng chào bạn. Xây bao số? Cái đầu cũng nít lắm. Đầu cũng nít chia đôi. Không, đầu cũng nít. Đầu cũng nít bé ăn mà. Cái búng tay này. Hay ghê lắm. Mẹ chơi phải kéo 50 vào. Mẹ ơi. Vinh nha, Vinh. Em xét bánh lên lúc này đi. 2.000 thì đúng 2 cái. Được, được. 2 cộng 1 nha. Còn là 5 cái xuôi. 5 cái thì nổ tay. Bây giờ thì còn quay. Nó quay đẹp mà. Này thì bé rồi. Cái màu đen ơi, kéo nổi anh ạ. Còn chơi tay thì lỡ. Thôi từ từ quay lại chơi một quay nhé. Ủa, nhìn bông hoa đẹp liên quan lắm nha. Bông hoa như bùa ấy nhỉ? Nhìn bông hoa đỏ ai cho bông hoa đấy như cho con. Bây giờ không bảo thì chị chẳng tự làm, nhưng mà thế này rồi. Thế sao không cần bông hoa cũng được mà. Làm cho con tổ không phải đâu. Kiểu người ta làm thế. Ừ, rồi, làm thế. Bảo người ta làm thế, không phải người ta. Chứ người ta không biết mình làm cái gì đâu. Thế là không làm kiểu cho nó chống mà. Nó không biết nó để chống. Nó là nhìn như thế này rồi. Đánh cái chỗ là đen gì kìa. Bên trong này là cái làn sô-cô-la màu đen kìa. Rồi xong rồi xong rồi. Các bạn là mình gửi cũng là lấy cái chụp đẹp vào đăng lên Facebook. Bye bye. Chụp ra đẹp rồi, chụp tốt đi. Chụp chán đi, giận ăn. Wait a minute. Chuẩn bị. Bắt đèn quạt đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi, nước đi anh ơi. Nước đi. Cầm lên đi. Cầm lên đi. Mong anh hiểu discount em. Chúc mừng sinh nhật Zoom. Anh em ơi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là 2 3 Zoom. 2 3 Zoom. 2 3 Nhân dịp sinh nhật 35, chúc sức tuổi mới dồi dào sức khỏe, chúc anh yêu bạn sự nhi. Yeah, tao cắm điện đây này, để anh quay anh phát, quay anh phát đây đây anh em, chúc sức lớn vậy.